hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là Vinopick toán lớp 3 vòng 9 năm 2017-18 lý thứ 2. Chúng ta bắt đầu này. Bắt đầu làm bài. Bài thứ nhất là bức tranh nhá. Tìm hai giá trị bằng nhau đấy. Ta có là 48 chia 8 bằng 6, ta chọn luôn. Hai trăm mười lăm nhân với hai thì bằng 430. Đây, 430 này. 199 trừ đi 121 thì nó sẽ là bằng 78. 78 đây, 78 đây. Đây, 7 nhân 8 nó bằng 56, ta chọn luôn. 123 nhân với 3 thì nó sẽ bằng 369. 369 ta tìm được, đây, 369. Hai cái này cộng với nhau thì 9 cộng 8 17, 7 nhân 1 này. 2 cộng 5 là 7, 1 là 8. Vậy là 87, nó sẽ là 487. Đây, 487 này. 45 nhân với 4, 45 nhân 4 thì 5, 4, 20 với 0 nhân 2. 4, 16, thêm 2 là 18. Vậy là bằng 180. Đây, 180 này. Thương của số liền sau số 99 và 5. Số liền sau số 99 là số 100. 100 chia 5 thì bằng 20. Là 56 chia cho 8 là bằng 7. 7 nhân 3, 21 với 1 nhân 2. 7, 4, 2, 8 nhân 2 là 30, vậy là 301. Hai cái này bằng nhau. Cuối cùng hai cái này nó bằng nhau rồi. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành bài thi số 1. Nếu mà các bạn thấy video của mình bổ ích thì hãy để lại cho mình một like, một comment. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn, chúng ta chuyển sang bài thi số 2 này. Đập thế. Tính 5 x 6, 5 x 6 là bằng 30. 8 x 6 là bằng 48. 56 cộng với 8 thì nó sẽ là bằng 64. 64. 42 gấp 6 lần. Gấp 6 mấy lần thì các bạn lấy 42 chia cho 6 đó. Thì 42 chia 6 bằng 7, vậy là gấp 6 7 lần. Tính 26 x 8 cộng 45, cái này thì các bạn cứ nhân chia trước cộng trừ sau. Ta lấy 26 x 8 là 68 với 8 là 68, 48 với 8 nhân 4. Đấy. 8, 2, 16 nhân 4 là 20. Vậy là bằng 204, à 208. 208 cộng với 45, 208 cộng với 45 thì nó sẽ là bằng 253. Ok, vậy là 253. Mẹ mua cho Minh một quyển truyện và một chiếc bút mực. Nếu giá tiền của quyển truyện giảm đi 5.000 đồng thì giá tiền của nó gấp 7 lần giá tiền của chiếc bút mực. Biết giá tiền của chiếc bút mực là 23.000 đồng. Đây ta có này. Mẹ Minh mua cho Minh một quyển truyện và một chiếc bút. Nếu mà giá tiền của quyển truyện giảm đi 5.000 đồng thì tức là bây giờ giá tiền của quyển truyện là x gì đây? X giảm đi 5, tức là x gì trừ đi 5.000. Đấy. Thì giá tiền của nó gấp 7 lần giá tiền của chiếc bút. Đấy thì tức là cái này nó là gấp 7 lần giá tiền của chiếc bút. Mà ta có là giá tiền chiếc bút là 23.000 thì tức là 7 lần của 23.000 là 7 nhân với 23.000. Đấy, thì cái này nó bằng cái này. Thì ta đi giải cái phương trình này thôi. Thì ta có x gì nó sẽ là bằng 7 nhân với 23. 23.000 cộng với 5.000. Đấy. Bây giờ ta có này. Nó thôi. 7 nhân với 23.000. Đấy, nó sẽ là bằng 161.000 rồi cộng với 5.000 nữa. Rồi kết quả cuối cùng sẽ là cái quyển truyện có giá là 166.000 đồng. Đây, 166.000 đồng. Ok. Thương của phép chia
số lớn nhất có hai chữ số đều chẵn, cho 8 là số lớn nhất có hai chữ số đều chẵn thì là số 88 đó. Số 88 chia cho 8 thì 88 chia 8 nó sẽ bằng 11. Ok. Tích của số lớn nhất có hai chữ số và 8 là số lớn nhất có hai chữ số là số 99. Số 99. 99 ta để nhân với cả 8 đúng không? Sẽ là bằng 9 nhân 8 72 với 2 như 7 này. 9 8 72 như 7 là 79. Vậy là cuối cùng là bằng 792. Ok. Cho hình vẽ. Trong hình vẽ trên có bao nhiêu hình vuông? Hình vuông thì đầu tiên là cái hình to đồng ở ngoài này, thứ nhất. Hình bao ở trong nữa là hình thứ hai. Thêm hình trong cùng là hình thứ ba. Ta xem có cái nào ghép ra hình vuông không? Không mà. Vậy là chỉ có ba hình thôi. À, nhưng mà ở đây nó không phải là hỏi hình vuông mà nó hỏi trong hình vẽ có bao nhiêu góc vuông cả. Góc vuông thì đây, cái hình ngoài cùng thì nó sẽ có bốn góc vuông. Tiếp theo là hình phía trong cũng có bốn nữa là 8. Hình trong cùng cũng có bốn nữa là thành 12. Ta nhìn xem còn góc nào không. Hết rồi nhỉ. Hết rồi, nó chỉ có 12 góc rồi. Ok, ta chọn luôn. Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu lấy 1 phần 8 số đó cộng với 128 thì được kết quả là 176. Đây, ta có cả gọi cái số cần tìm là số xy đi. Đúng chưa? Tự nhiên xy. Ta có này, nếu mà lấy số này, lấy 1 phần 8 số này, tức là bây giờ ta lấy xy này chia cho 8 đúng không? Rồi cộng với 128. Tức là ta này cái phần nhận được bao nhiêu thì ta cộng với 128. Thì được kết quả là bằng 176. Rồi vậy là ta đi lại cái này thì ta có xy chia cho 8. Nó sẽ là bằng 176 trừ đi 128. Thì nó sẽ là bằng 48. Đấy, vậy xy sẽ bằng 48 nhân 8. Kết quả sẽ bằng 384 đáp án này. Ok. Rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành bài thi số 2. Nếu các bạn thấy video của mình bổ ích thì hãy để lại cho mình một like và một comment. Bạn nào chưa đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúng ta chuyển sang bài thi số 3 cũng là bài cuối cùng. 12 con giáp này. Một vòi nước chảy vào bể trong 3 giờ đầu. Mỗi giờ chảy được 154 lít, 2 giờ sau chảy được 540 lít, hỏi vòi đó đã chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? Đây ta có là cái 3 giờ đầu là mỗi giờ chảy được 154 thì tức là tổng 3 giờ nó sẽ là 154 này nhân 3 đúng không? Đấy, 2 giờ sau chảy được 540 thì tức là tổng cả 2 giờ mới là 540. Ta điểm cộng với cái này là sẽ ra được bao tổng chảy được bao nhiêu lít. Mình tính bấm cho nhanh, 154 nhân 3 cộng với 540. Rồi vậy cuối cùng là chảy được 1002 lít. Tính 205 nhân 3 là lấy 5 nhân 3 15, viết 5 như 1, 3 nhân 0 bằng 0, như 1 là 1. Vậy là bằng 605, à 615. Đây 615. 23 bằng 6 mà. Ok, tìm xy biết 5 nhân x trừ 3 bằng 42 thì ta có 5 nhân x sẽ bằng 43, à 42 cộng 13 là bằng 45. Vậy là xy sẽ bằng 45 chia 5 là bằng 9. Ok, xy bằng 9. Tìm xy biết 8 nhân x bằng 64 thì ta có x sẽ bằng 64 chia 8 là bằng 8. Ok. Có 8 hộp bánh như nhau. Sau khi lấy ra 36 cái bánh từ các hộp đó thì số bánh còn lại bằng số bánh trong 5 hộp nguyên. Xem nào. Có 8 hộp bánh như nhau. Sau khi lấy ra 36 cái bánh
lấy ra 36 cái bánh từ các cái hộp đó, được 36 cái, 8 thì số bánh còn lại bằng số bánh trong năm học nguyên, tức là ở đây là 36 cái bánh này là tương ứng với cả 3 hộp đúng chưa? Chính là 3 hộp. Đấy, thì có phải ở đây là mỗi một hộp là nó sẽ có là 36 chia cho 3 thôi đúng không? 36 chia 3 là bằng 12, 12 cái bánh một hộp. Mà ở đây là có tất cả là 8 hộp. Thì ta lấy 12 là nhân với 8 là sẽ ra được tổng số bánh. Ta có 12 nhân 8 sẽ bằng 96 cái. Ok. Một quyển sách dày 84 trang, bạn Minh đã đọc được 1/4 số trang sách và 15 trang, hỏi còn bao nhiêu trang chưa đọc. Bây ta có là bạn ấy đã đọc được 1/4 số trang sách và thêm 15 trang nữa. Đây, ta có 1/4 số trang sách là chính là 84 này chia cho 4 thôi, đúng không? Và đã đọc được 1/4 số trang sách và 15 trang nữa thì ta cộng với 15 là ra số trang sách đã đọc. Ta xem bằng bao nhiêu? 84 chia 4 bằng 21 cộng với 15 bằng 36, vậy là đã đọc 36 trang. Thì cái số trang còn lại chưa đọc nó sẽ là 84 chủ đi 36 thôi, sẽ bằng 48 trang. Ok, vậy là còn 48 trang chưa đọc. Ngăn thứ nhất và ngăn thứ hai có 3, có 23 quyển sách. Ngăn thứ hai và ngăn thứ ba có 20 quyển sách. Đây ta có nào, ngăn nhất là A cộng với ngăn hai là B sẽ bằng 23 cuốn. Ngăn hai và ngăn ba tức là B và C đi, nó sẽ là có 20 cuốn. Ngăn thứ ba và ngăn thứ nhất tức là A và C đi, nó có 25 cuốn. Hỏi ngăn thứ nhất có bao nhiêu cuốn sách? Sách ở ngăn thứ nhất này ngăn thứ nhất và ngăn thứ hai có 23 quyển đúng không? Thì bây giờ ta có là ta đem hai cái này cộng với nhau, ta trừ đi nhau, phía trên trừ phía dưới đi, trừ đi phía dưới để ta triệt tiêu mất cái ngăn thứ hai này đúng không? Đấy. Ta đem cái này trên trừ đi phía dưới nhé, trừ về hết B không? Thì chỉ còn có A trừ đi C, tức ngăn thứ nhất trừ đi ngăn thứ ba, tức ngăn thứ nhất hơn ngăn thứ ba sẽ là 3 quyển đúng chưa? Thì ta lại đem cộng hai cái này lại thì ta sẽ biết được hai lần ngăn thứ nhất nó là hai lần ngăn thứ nhất nó sẽ là bằng 25 cộng 3 là 28, vậy là ngăn thứ nhất sẽ có 28 chia 2 là 14 quyển. Ok, ta có 14. Tính 86 chia 2 cộng với 279 ta có 86 chia 2 sẽ bằng 43, 43 cộng với 279 nó sẽ bằng 322. Một người bán hàng chia số gạo nếp mà cửa hàng đang có vào các bao, mỗi bao 8 kg. Sau khi chia, người bán hàng nhận thấy nếu thêm 3 kg gạo nếp nữa thì số gạo vừa chia đủ 12 bao. Cửa hàng có bao nhiêu kg gạo nếp? Đây ta có là mỗi một bao là 8 cân đúng không? 8 cân một bao mà chia đủ cho 12 bao thì ta lấy 8 nhân với cả 12 thôi là bằng bao nhiêu? 8 nhân 12 đó, vậy là có 96 kg. Mà bây giờ ta lại có là đây cái trường hợp mà chia đủ 12 bao là phải thêm 3 cân vào, thì tức là cái số gạo của cửa hàng ta phải lấy cái 96 này trừ đi 3 thì nó sẽ là bằng 93. Ok, vậy là số gạo nếp cửa hàng đang có 93 kg. Câu cuối cùng, tìm x thì biết x chia 6 bằng 75, x chia 6 bằng 75 thì ta lấy x thì sẽ bằng 75 nhân 6 đó. 75 nhân 6 sẽ bằng 450. Ok,
Cảm ơn các bạn, chúng ta đã hoàn thành bài thi số 3, cũng là kết thúc nghiêm túc toán lớp 3 vòng 9 năm 2017-18 lít thứ hai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà các bạn thấy video của mình bổ ích thì hãy để lại cho mình một like và một comment. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình nhé. Bạn nào mà thấy video của mình chưa hay hay là gặp cái lỗi gì đấy thì các bạn hãy cứ bấm dislike cũng được, thì mình để mình cải thiện cái chất lượng video. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.